cậu bé được cha ra lệnh chia 6 quả lê trên đĩa cho 6 đứa em trai. Nhiệm vụ của chị tôi vốn rất đơn giản, nhưng chị ấy vẫn có một yêu cầu khó khăn, đó là sau khi chia quả lê, trên đĩa phải còn lại một quả lê, vậy anh ấy sẽ phân phát nó như thế nào? Tên cậu bé là Khổng Dung, là Khổng Dung giống với là Khổng Nhung nổi tiếng. Hôm đó, anh đang đi bắt bướm trong vườn, bỗng nhiên người quản gia đến báo rằng chú anh là quan chức ở nơi khác. Khổng Dung rất vui mừng khi biết gì đã trở lại, liền vội vã chạy đến đại sảnh để gặp người họ hàng đã lâu không gặp này, Khổng Dung là một đứa trẻ rất lễ phép, không cần sự chỉ dẫn của cha mẹ, anh lập tức đến chỗ các trưởng lão và cúi chào. Hai bên trò chuyện vui vẻ một lúc, người dì nhanh chóng ra lệnh cho sáu đứa con của mình chào Khổng Dung. Các em đều lịch sự. Lúc này người giúp việc bưng một đĩa lê đi tới, mẹ cô bảo cô chia cho các em. Nhìn sáu quả lê trên đĩa, Khổng Dung cảm thấy không có gì khó khăn cả, nhưng điều cha anh nói tiếp theo làm cô bối rối. Em chia sẻ những quả lê, em trai, em gái, mỗi một người, ýa vẫn còn một quả trong đó em có thể chia nó được không lời của chị khiến khổng dung trầm tư trên đĩa chỉ có sáu quả lê tổng cộng có đúng sáu anh chị em mỗi người một quả lê là đủ chia vậy làm thế nào bạn có thể giữ một quả lê trên đĩa sau khi chia nó khổng dung suy nghĩ một chút sau đó nhặt quả lê trên đĩa lên lần lượt chia cho các em trai số quả lê trên đĩa không ngừng giảm trong nháy mắt cô em gái chỉ còn lại quả lê cuối cùng của một mắt bây giờ cô em út không hạnh phúc nếu còn chút ý chí nào nữa thì đó chẳng phải là của anh ấy sao Em gái đừng lo lắng, anh trai không hề thiên vị và em đảm bảo em sẽ không thể thiếu được. Hơn nữa, cái được trao cho bạn còn trang trọng hơn của họ. Tôi nhìn thấy Khổng Dung bưng cả đĩa lê đi thẳng đến chỗ em gái, còn đưa đĩa và lê cho em gái mình. Cô thối, nhìn mấy đứa cháu chia ra như thế này, mỗi người một đĩa, còn người kia chỉ là một đứa em họ lợi dụng, ngay cả đĩa cũng thuộc về cô ấy, ha 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 ha. Lời nói của Khổng Dung khiến các trưởng lão bật cười một lúc. Tất cả họ đều khen ngợi sự thông minh của anh ấy. Lúc này, người bạn tốt của chú situ sẽ đến thăm chú trước khi bước vào tôi nghe mọi người khen ngợi sự thông minh của chú khủng long hích thế là anh ấy cũng đưa ra một bài kiểm tra xem có thực sự như lời đồn không ở đây tôi có bốn bài thơ sân và trời đều có hình vuông và vuông nếu trong sân có củi mà vào miệng xui xẻo thì người nghĩ đó là điểm gì bạn vừa nói một lời buồn ngủ à con khủng long thì không nhưng nó ngay lập tức đoán được câu đố chữ và rút ra suy luận từ ví dụ này sang ví dụ khác ngoài ra những ám chỉ được nêu Truyền thuyết kể rằng sư kia, trước sân một gia đình có một cây đại thụ, để lừa tiền, thầy bói đã làm bốn câu thơ, sân và hiên hình vuông, vuông vắn. Nếu trong sân có cây là điểm xấu, lập tức có người làm một bài thơ bốn câu để tỏ lòng thành kính với thầy bói. Bạn nói nếu chữ bẫy là xui xẻo, người ở trong nhà lại càng kém may mắn thì đó có phải là chữ kiêu không? Tư Đồ Huy thấy Khổng Dung thông minh như vậy nhưng vẫn không đánh giá tốt hắn. Đứa trẻ này khi còn nhỏ rất thông minh nhưng khi lớn lên có thể sẽ không thành công lắm. Lời nói của Tư Đồ Huy đột nhiên khiến những người xung quanh im lặng, họ không biết phải trả lời lời nói như thế nào. Khổng Dung nảy ra ý tưởng và bắt đầu đối xử với người khác theo cách riêng của họ. "Cháu trai du tùy hứng đưa ra những nhận xét vô trách nhiệm. Chắc hồi nhỏ bạn thông minh lắm, hãy thông minh, bạn phải có nó." "Thịt." "Ha." "Ha ha 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 ha, ha, ha. cậu bé ngoan, cậu đang nói rằng bây giờ tôi không có tương lai." Bác rút lại lời vừa nói mà hỏi cháu Hải Hàn xem. "Cháu trai, tôi xin lỗi." Khổng Dung lần lượt im lặng để giảm bớt sự xấu hổ tư đồ huy về cơ bản cũng nhận ra anh và thậm chí còn hơn thế nữa đối với khổng dung nhiều năm sau đó một học sinh rất nổi tiếng